Rồi xong rồi, xong rồi, xong rồi. HD gì xong rồi. Tiếp đi. Đây cái thằng chơi video xong. Cho bạn người nhà Bùi Thị Thu Hà, Facebook của mình là Anna Hà. Hiện là mình đang là sinh viên năm 3 khoa tâm lý học trường khoa học xã hội nhân văn. Thế à? Kinh nhỉ. Tâm lý đấy. Đừng có nói dối với bạn đấy. Tâm lý. Quê ở Hải Phòng. Rồi. Chỉ nguyên quê Dung Hà. Tình trạng quan hệ hôn nhân thế nào? Tình trạng quan hệ hôn nhân. Con cái nữa. Từ đơn giản chuyển sang phức tạp. Nó phức tạp ở mức độ như nào? À đúng không? Đến mức sắp trở thành đơn giản. Từ đơn giản chuyển sang phức tạp. Thì bạn quý là phức tạp ở mức độ như thế nào? Sao đang muốn đẩy vào? Một chín mạng. Nãy là quý vẫn còn cơ hội quý ạ. Gọi lại đi, có ai biết được. Quý nhìn cái mắt của nó thì... Rồi, em ơi. Từ từ em ơi. Ơ, Sơn à? À, chắc Sơn gọi đi. Sen. Ờ, vườn nhãn thôi. Mượn nhãn hôm trước rồi à?